Đây, xin chào tất cả các anh em nghệ nhân. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục đang có mặt ở chợ chim cảnh đấy các bạn ơi. Đấy, ngày mình đang đứng ở đầu chợ chim cảnh và phía trong kia là chợ chim cảnh. Thì ngày hôm nay thì mình đưa anh em đi tham quan chợ chim cảnh, chợ Dương Vương, Lạng Sơn, được mở vào những ngày mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng các bạn nhé. Đấy, đi vào chợ, đầu chợ thì một loạt xe anh em để đây để chọn chim rồi. Bây giờ cũng tầm 9 giờ rồi nhé, cho nên là một số những anh em cũng tan chợ rồi. Đấy, một số vẫn ở đây. Thôi đi quay cho anh em phiên chợ ngày hôm nay có những gì nhiều. Đây, ngay khu vực này thì bán đủ các loại phụ kiện lồng chim. Đặc biệt là thôi quay chim cho anh em để anh em xem. Hôm nay không bán con gì ở đây? Hay đi bán chồng à, bán được con nào chưa? Chưa. Tùy chừng chợ. Lô anh bên bên kia anh là để bên kia. Mới có chồng. Ở đây thì có 3 lô trà bào bơi lưới anh em này. Đấy, trà bào bơi lưới ở đây nhiều lắm. Cầm khoảng 150 một con. Chọn con nào chọn này. Đấy, rất là nhiều trà bào nhé. Đây anh em có thể thấy đây. 3 lô này thì có khoảng tầm mấy chục con. Anh em nào thích chơi trà bào bẫy lưới, mua nhiều thì chỉ 100 một con thôi. Đấy, mua ít thì 150 một con, chọn nào chọn. Mua nhiều thì 100. 100.000 nhá, nếu mua nhiều. Chim cũng to phết đấy, không phải chim nhỏ đâu. Nhiều lắm, chim to mà. To đẹp ấy, nói chung là nhiều con rất là đẹp. Đấy là khoảng mùa này thì rất nhiều trà màu rồi. Đấy, phiên này thì thấy rất nhiều trà màu luôn. Cả chợ này phải có đến khoảng 300-400 con trà màu dạng bẫy lưới này. Chim cũng khá là to đẹp này. Nhiều con rất là đẹp. Đấy, mua lưới thì anh em phải chọn. Nó rẻ anh em mà chọn nào được hay thì sẽ gặp con hay. Rất là nhiều. Đấy, mấy anh em vừa đang chọn chim này. Đấy, màu lân, có con màu lân, màu đinh, màu lân, màu dê, đầy đủ hết các loại. Nhưng mà mua trà màu bẫy lưới thì anh em phải biết chọn, hoặc mua lô anh em biết chọn thì sẽ gặp con hay, đồng giá mà, 150 một con, đồng giá mà. Đấy. Và tiếp tục quay sang khu vực bên này. Khu vực bên này thì có một số những con trà màu, anh em tách riêng ở đây thì một số những con trà màu nó đẹp lắm, hay lắm. Đây có một con trà màu, con này thì đẹp rồi. Con này thì giá nó thì cao, không phải như trà màu bẫy lưới rồi. Con này thì mình không gặp ông chủ đấy đâu, nhưng con này nó phải cao hơn các con trên kia rồi. Con này đẹp mà. Nói chung là chợ này chọn trà màu thì anh em có thể chọn nhiều mức giá. Đấy, hot rồi này. Con này đẹp, nói chung là nhìn con này được. Ở trên kia có 2 con này. Đấy, những con ở trên này thì cái mức giá nó sẽ cao hơn, chắc chắn rồi. Đấy. Đấy, trên này những con này chơi hot rồi. Chợ này thì chủ yếu trà màu nhiều thôi các bạn nhé. Đây, ra khu vực này thì cũng có một số những con trà màu tách ra lồng, một số những con khuyên, họ mi,
đuôi này còn đuôi 700 à? Máy là bán 700. Hai con máy không? Máy bán được. Còn trên được. Lít. Anh đôi. Đôi người ta lấy rồi đó, con dưới ta lấy rồi. Con dưới người ta lấy rồi. Thế con sống à? Ờ. Không đi. Có đây này. Mất vàng khè này. Đây có một số những con chim chim nhỏ. Trên kia thì chào ao treo lửa treo than nhé. Khuyên. Đây này, ở đây có mấy con treo lửa treo than này. Treo than. Con này là con mi đất này. Đây con mi đẹp đấy. Treo than mi đất. Khuyên này. Treo bạc má này. Khuyên. Cu gáy, xà mào, khuyên, trà than, hút mật, lồng chim. Chim cu 400.000 một con chim cu. Trà than thì tầm 200 hoặc 300. Trà mào. Tiếp tục mời anh em đi qua khu vực bên này. Khu vực bên này thì mấy bác chơi họa mi ở trên này này. Họa mi khiếu ở trên này. Trên kia có 4-5 lồng họa mi. Hot rồi. Rồi. Cu gáy này. Gà rừng đây này các bạn này. Đây, gà rừng. Đi vào trong khu vực trên này thì cũng có một điểm bán chim nha các bạn nhé. Một điểm bán chim trên này cũng khá là đông. Đây có 4-5 con khuyên. Khuyên đây chắc là mấy chục một con, 20-30 một con. Khuyên. Vẫn chưa được con nào? Hả? Vẫn chưa xuất được con nào nữa à? Hôm nay chán nhỉ? Chán. Được mỗi con đưa trẻ. À, hôn vợ đưa trẻ. Cô bắt con nào? Sáng này lên đục lại nha. Cái mộc này kêu hàng lô bán tu bắp nè. Ờ. Con trà mào đột biến của anh này vẫn là trong đây rồi. Một bên cánh trắng. Lô của nó mẹ. Con này có một bên cánh trắng. À đây. Hôm nay có hai anh khiếu của anh Giang. Đây. Khiếu. Khiếu 1.6 triệu một con khiếu. Hà Mi. Con này cũng đẹp này. Con bên này hot ở mầm. Đấy, một lô trà mào ở đây tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tới hàng Kim Cao. Bánh cổ đỏ. Chim anh cổ đỏ. Mà cái chữ Việt của nó kém lắm. Chim anh cổ đỏ. Nó cũng hay mà. Lặng quá. Khu vực này thì đủ các dòng chim, chim khuyên, họa mi, chè than, chè lửa, sáo đá. Ông bác này phiên nào cũng ra xem ngắm chim mới chọn được con nào chưa? Chưa. Anh chơi chim gì? Mi, thiếu mà. Chơi hết các dòng chim ấy phải không? Con chim cành cạch à? Đây, chim cành cạch. Cành cạch. Con chim này xem là ít người chơi thôi. Chim to to. Cái mới. Hả? Mới chắc là không hot đâu, mấy đâu đúng không? Ở đây chè lửa, chè than, họa mi, khiếu, bù trao, quế lâm, ngũ sắc, cu gáy, khiếu bạc má, chim chà mào núi. Con này là con bù trao, thiếu bạc má, nhú sắc quế lâm, đầy đủ hết các dòng, chè lửa, chè than, mi đá. Con này khu chào khách này. Mi đá. Lực ơi, con này mắc chân này. Mắc cái kia. Đấy, khu vực này thì chim khuyên, cu gáy, chào mào, chờ lửa, chờ thán rất nhiều. Đủ các dòng chim. Đấy, hết khu vực bên này là hết chợ chim rồi. Đấy, bán lồng hết rồi. Mình đi hết một vòng chợ chim rồi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chợ chim tiếp theo thì mình sẽ quay cho anh em xem.